Với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là với thế hệ thứ hai, thứ ba, thì ngôn ngữ mẹ đẻ có lẽ là một trong những lĩnh vực khó bảo tồn nhất. Việc sử dụng ngôn ngữ sở tại trong sinh hoạt, kinh doanh đôi khi cũng khiến ngôn ngữ mẹ đẻ bị hạn chế dần cơ hội duy trì, phát triển. Thế nhưng, với cộng đồng người Việt ở Nhật thì vấn đề này lại đang trở nên thuận lợi hơn nhờ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Tại Nhật Bản, việc dạy tiếng Việt cho trẻ không chỉ là nỗ lực của những người giảng dạy mà còn là quyết tâm của các gia đình Việt với mong muốn con em mình giữ gìn tiếng Việt, gìn giữ cội nguồn. Những giáo viên từng dạy tiếng Việt ở Nhật đều thừa nhận một điều, dạy tiếng Việt cho trẻ em ngày càng khó vì môi trường sống của chúng ít có điều kiện tiếp cận rộng rãi với tiếng Việt. Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên tại trường Việt ngữ Tokyo, Nhật Bản đã có những phương pháp giảng dạy phù hợp với các em người Việt. Nói đúng ra tiếng Việt với các cháu là một ngoại ngữ. Thế nên là một ngoại ngữ nên mình dạy tiếng Việt cho các cháu như là dạy một ngoại ngữ cho các cháu. Thì đấy là khó khăn thứ nhất, các cháu tiếp nhận tiếng Việt và không như trẻ em Việt Nam ở Việt Nam. Và cách các cháu tiếp nhận tiếng Việt vào là như một ngoại ngữ. Cái thứ hai là cái tuổi của các cháu bây giờ là cái thời gian tập trung của các cháu rất là, có thể tập trung để học rất là ngắn. Có nghĩa cháu có thể tập trung được khoảng 15-20 phút, sau đó lại quên mất, quay ra nói chuyện hoặc là quay ra chơi. Thì xem, có nghĩa là khi một cái bài học của mình ý, thì mình phải có các trò chơi xem vào để khi mà các cháu có thể không tập trung nữa là chuyển sang chơi vừa học. Vì cái tuổi của các cháu chênh nhau ấy, thế nên là cái việc các cháu chơi với nhau trong lớp hay là để soạn một cái bài giảng nó cũng sẽ khác. Ngoài việc cho con em theo học tiếng Việt tại một số trường, trung tâm, các phụ huynh người Việt đã phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhân dịp Tết cổ truyền, Trung thu, Ngày Nhà giáo Việt Nam để các em học sinh được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. Đây cũng là mong muốn của tất cả phụ huynh có con nhỏ. Con của mình thì sống ở bên này cũng toàn tiếp xúc với môi trường tiếng Nhật thôi. Cho nên là rất là có nhu cầu đi học tiếng Việt thêm, tại vì bố mẹ thì cũng bận không có dạy gì cho con được. Cho nên là khi mà biết có trường này thì là nhà mình cũng đăng ký cho bé đi học luôn. Việc duy trì bản sắc văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt tại đất nước mặt trời mọc trở thành nhu cầu không thể thiếu của bà con Việt Kiều ở Nhật Bản. Nhiều gia đình Việt tại Nhật đã tạo môi trường sinh hoạt, không gian văn hóa Việt bằng cách dạy tiếng Việt cho trẻ trong bữa ăn, đưa trẻ đi mua sắm, dọn dẹp, thăm người quen và thường xuyên trò chuyện hàng ngày với trẻ bằng tiếng Việt. Chính việc chung tay vào gìn giữ tiếng Việt của phụ huynh đã giúp cho nhiều trẻ em Việt giờ đây nói tiếng Việt khá thông thạo.